Thưa quý vị, The World Solar Cup là cuộc thi học thuật đồng đội quốc tế do tổ chức cùng tên khởi xướng dành cho học sinh trung học toàn thế giới. Đây cũng được coi là diễn đàn để các em học sinh bày tỏ quan điểm về nhiều lĩnh vực: chính trị, khoa học, lịch sử, văn học, nghệ thuật. Mỗi năm cuộc thi thu hút hơn 3.000 học sinh ở hơn 60 quốc gia trên toàn cầu tham dự. Tại Việt Nam năm 2021, hệ thống giáo dục Vinschool tiếp tục đăng cai tổ chức vòng thi khu vực của The World Solar Cup tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Và tại thành phố Hồ Chí Minh, cuộc thi diễn ra ở trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa với sự tham dự của 350 thí sinh các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông phía Nam. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có duy nhất em Nguyễn Từ Minh Nhật, học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu dự thi. Đáng ghi nhận hơn là Minh Nhật đã xuất sắc đạt 3 huy chương vàng, top 12 tranh biện viên, top học giả và trường xuất sắc top 5 đội tranh biện. Rất tự tin nhưng cũng thật gần gũi, thân thiện là ấn tượng của mọi người ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc với cô học trò lớp 8 trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nguyễn Từ Minh Nhật học giỏi nhiều năm liền, đồng thời giỏi đều các môn học. Riêng môn tiếng Anh với Minh Nhật là niềm đam mê nên cô bé dành nhiều thời gian hơn để trau dồi qua đọc truyện, xem phim bằng tiếng Anh và hoàn toàn tự học. Điểm trung bình môn tiếng Anh của Nhật luôn trên 9,5. Em cũng đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi tiếng Anh qua mạng cấp trường, cấp thành phố và cấp tỉnh. Em Minh Nhật là một em học giỏi các môn và rất là năng động, tích cực tham gia các hoạt động của trường và lớp đề ra. Trong lớp, bạn Nhật là một người bạn rất là hòa đồng. Em đã học được rất nhiều điều từ bạn, đó chính là nếu mà chúng ta muốn học giỏi tiếng Anh thì chúng ta phải luyện tập mỗi ngày, phải biết đọc sách tiếng Anh, nghe các bài nhạc tiếng Anh và phải giao lưu với những người nước ngoài. Nhận thấy cuộc thi The World Solar Cup thú vị vì nhiều phần thi, viết, tranh biện, trắc nghiệm đều bằng tiếng Anh, Minh Nhật đăng ký tham gia, vừa để thẩm định tiếng Anh của bản thân, vừa muốn được bày tỏ quan điểm về các vấn đề trong xã hội. Em cố gắng luyện tập nhiều hơn, tự nói với chính mình và cố gắng mở mang thêm vốn từ vựng tiếng Anh qua những chương trình hoặc những cái phim truyện bằng tiếng Anh để có thể cải thiện tiếng Anh của mình. The World Solar Cup, vòng quốc gia dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 5 tại thành phố Đà Nẵng. Nguyễn Từ Minh Nhật, học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, là một trong những thí sinh xuất sắc tham dự vòng thi quốc gia. Và nếu tiếp tục đạt giải cao, Minh Nhật sẽ dự vòng chung kết thế giới dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm 2021 tại Đại học Yale của Mỹ.